Hello các anh em đang xem video trên kênh Tip Vlog nha. Đã lâu lắm rồi mình mới làm video hướng dẫn các anh em làm vụ, vì cái thời gian gần đây thì mình khá là bận. Nay trong cái video này thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ tìm vương miện quạ. Mình sẽ ưu tiên là làm những cái nhiệm vụ nó đơn giản trước. Cái nhiệm vụ này thì nó không tốn nhiều thời gian cho lắm. Chủ yếu là anh em cần đến đúng cái địa chỉ để nhận vật phẩm thôi. Đây anh em để ý cái dấu hỏi này nha. Đây là cái vị trí mà anh em có thể tìm thấy cái vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mình nhớ không lầm là nó ở anh quanh anh đây rồi. Đây anh em này, ở trên cái tháp kia. Ở cái tháp này thì trước là mình làm là nó rất là khó nhảy này, nên giờ là chúng ta phải tìm một cái vị trí nào đó để có thể nhảy được lên cái tháp này. Khá là khó nhảy. Cái nhiệm vụ này như là ngày xưa mình làm nó phải mất cỡ hơn chục phút thì phải. Chủ yếu là nhảy nên cái này nó toàn trượt thôi. Trông tưởng dễ nhưng mà khá là khoai. Mình không nhớ rõ là ngày xưa là mình nhảy lên cái gì để có thể nhảy được lên cái tháp kia. Càng phết nhỉ. Nếu như mà anh em sử dụng cái chức năng bay là nó sẽ bay vọt qua ngay. À chỗ này được đây. Không tới. Ê, hey, mình nhớ ra rồi. Anh em phải nhảy lên chỗ này. Giờ chúng ta sẽ nhảy làm sao để mà nó rơi đúng vào cái vị trí kia. Rất là khó.
Rồi, ok. Anh em phải hướng đúng mặt đến cái hướng này thì mới đúng này. Thì nó mới nhảy được vào đúng cái vị trí đấy. Ok, thế là xong nhiệm vụ rồi. Chỗ này nó có một cái quang cảnh rất là đẹp luôn này. Công phát ạ. Xem giờ xuống đây có chết không chết. Ok. Vậy là xem nhiệm vụ đã xong rồi. Cảm ơn các anh em đã đón xem nhé. Hẹn gặp lại các anh em ở những cái chuỗi nhiệm vụ sau.